cá ngựa đuôi hổ, một loài vô cùng kỳ dị của tự nhiên với cái đuôi giống khỉ, đầu giống ngựa và đôi mắt xoay kiểu tắc kè hoa. Không có dạ dày trữ thức ăn, chúng gần như liên tục gặm nhấm những loài giáp xác nhỏ xíu. Cá ngựa cũng là loài duy nhất trong thế giới động vật mà con đực chứ không phải con cái mang thai. Những thích nghi bất thường này đã giúp cá ngựa tồn tại suốt hơn 20 triệu năm. Cá ngựa vằn hay cá ngựa đuôi hổ là một loài cá thuộc họ cá chìa vôi. Loài này được Cantor mô tả lần đầu tiên vào năm 1850. Nó được tìm thấy ở Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam. Các môi trường sống tự nhiên của nó là đáy dưới chiều và dạn san hô. Nó bị đe dọa bởi sự mất môi trường sống. Không nên nhầm lẫn loài này với loài cá cảnh phổ biến Danioreria, cũng được gọi là cá ngựa vằn. Cá ngựa đuôi hổ sống từ 0 đến 1 năm rưỡi trong điều kiện nuôi nhốt và trong tự nhiên từ 1 đến 5 năm. Nó là loài vô hại. Khí hậu trong nước là nhiệt đới và kích thước tối đa của nó là 18,7 cm. Mõm của nó dài và được dùng để hút thức ăn. Nó ăn cá nhỏ, san hô, tôm nhỏ và sinh vật phù du. Kiểu phổ biến nhất là màu vàng và đen xen kẽ. Đuôi có các sọc từ bụng đến đầu. Những con cá ngựa này thường được tìm thấy thành từng cặp trên các dạng san hô, vườn bọt biển, tảo bẹ hoặc tảo mơ nổi. Loài này sống về đêm. Con đực mang trứng trong một túi trên ngực chứa từ 1 đến 2.000 trứng và thời gian mang thai từ 1 đến 4 tuần. Các quần thể cá ngựa được cho là đã bị đe dọa trong những năm gần đây do đánh bắt quá mức và phá hủy môi trường sống. Cá ngựa được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc và có tới 20 triệu con cá ngựa bị đánh bắt mỗi năm và bán cho mục đích này. Nhập khẩu và xuất khẩu cá ngựa được kiểm soát theo công ước SAI kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2004. Nó không có vảy như cá, nó có một lớp da mỏng dai căng ra xung quanh các vòng xương trên cơ thể. Điều này khiến chúng trở thành con mồi khó có bị bắt bởi đa số các loài động vật biển vì nó quá xương sầu để tiêu hóa. Nó bơi thẳng đứng thay vì nằm ngang.